mà trong suốt nhiều năm qua ông đã luôn bảo vệ danh dự của mình. Từ năm 1964 khi ông được giải Khôi Nguyên Giám Khổ cho tới bây giờ thì có thể nói rằng giọng ca của ông vẫn luôn được tập trung nhiều mới. Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của soạn giả Đăng Minh và giọng cổ mang tên Mênh Mông Tình Mẹ Cha. Kính thưa quý vị, qua tiếng hát của một người anh lớn trong nghề, là một người đã luôn dìu dắt và động viên tất cả các thế hệ nghệ sĩ tiếp nối để con đường nghệ thuật. Chúng ta cùng chào đón danh ca nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Minh Vương xin kính chào quý khách kính mến. Rất là vui mừng khi được chị đây để hát biểu diễn phục vụ quý khách. Trước khi hát, Minh Vương kính chúc các thầy, các thầy, các Phật tử, quý khán giả có mặt tại đây luôn luôn dồi dào sức khỏe, thành công mọi công việc. Minh Vương hát bài tên coi như tác giả Đăng Minh, bài giọng cổ được mang tên Mênh Mông Tình Cha Mẹ.
mục rất là quan trọng. Hôm nay Bình Dương có thông báo là sẽ được mừng sinh nhật của Bình Dương đúng ngày 14 tháng 4 âm lịch. Hẹn vô đây. Đúng tuyệt vời luôn vậy. Xin tổng kính mời đại đức tinh sĩ cùng với nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Võ Thanh Liêm và gia đình của anh tới lên sân khấu để tặng hoa và bánh sinh nhật chúc mừng. Chúng ta cùng hát với mình đây chúc mừng là Bình Dương nha. Xin mời tất cả quý vị. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cùng nói đâu. 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật nghệ sĩ nhân dân. Bởi vì một sự gắn bó từ lâu năm của anh Võ Thanh Liêm và nghệ sĩ Nhân Dân Vương. Và chúng ta một tràng pháo tay lần nữa để cảm ơn sự hiện diện đáng quý của nghệ sĩ Nhân Dân Minh Vương. Thấy vậy nói bao nhiêu thì to ông nói là sợ nói lên được ông nói quá ông nói tay nữa chúng ta cùng dành tặng với nghệ sĩ Nhân Dân Minh Vương một tràng pháo tay lớn luôn các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị Phật tử rất nhiều ngày hôm nay. Chúng ta cũng xin cảm ơn quý thầy và cùng với toàn thể quý vị Phật tử đã cùng dành tặng những lời ca tiếng hát của mình để cùng chúc mừng sinh nhật nghệ sĩ Nhân Dân Minh Vương và cũng như những giây phút mà chúng ta không thể nào quên với những chiếc bánh kem, những món quà mà tất cả chúng ta đã cùng dành tặng. Hy vọng đây cũng là một trong những sinh nhật thật ý nghĩa mà nghệ sĩ Nhân Dân Minh Vương mong muốn khi cảm nhận được những tình cảm thương mến của tất cả quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Còn giờ đây không để tất cả quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, thưa quý vị, một cô gái giọng ca ngọt ngào của mình mà đặc biệt là mỗi lần cô nàng này mà hát lên cao là Ngọc Tiên rất là khoái luôn. Dạ ai ạ? Ngọc Tiên lắm. Dạ quái quân của